Ông Tony, sao mình tới nhà kho của chú Côn vậy? Ê, ông Tony tới, phát đồ miễn phí đây. Nè, khoan. Hả? Bỏ lên. Hả? Chuyện gì vậy? Bên kia kìa. Tony, mày cả gan dám phản bội tao, đồ bất nhân. Đừng nói nặng lời như vậy chứ chú Côn. Phải nói sống sau xô sống trước, tre già măng mọc. Mày đúng là xấu xa hơn tao tưởng tượng nhiều. Chú Côn chính là người dạy tôi mà. Chính chú là người đã đổi hướng đường đời của tôi từ cảnh sát thành ăn cướp. Chú còn dạy cho tôi cách sống sót trên con đường mới này. Nhưng xin lỗi chú, thời gian của chú gần hết rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Sunon, Sunon, đây chính là cách chứng minh rõ ràng nhất cậu có thật lòng muốn đi theo tôi hay không. Khử chú Côn đi. Khử xong thì cậu mới được ở lại với tôi. Và tôi hứa sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra. Nếu không thì cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chết cùng với chú Côn. Thank you.
cậu hãy bắn tôi đi. Thà chết dưới tay cậu còn hơn phải chết dưới tay thằng khốn đó. Bắn đi. Giới xã hội đen vốn dĩ tàn nhẫn như vậy. Mau bắn đi. Hãy mau bắn đi. Bắn đi. Rồi sau đó bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Làm như vậy coi như cậu đã giúp ta trả thù tên khốn đó rồi. Con trai à, cậu là người được lựa chọn kỹ để truy bắt Tony. Nếu như không có cậu, cũng không có tôi, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tôi thấy chú Côn giờ cũng đã lớn tuổi, chắc cũng đến lúc nên giải nghệ để sống một cuộc đời thảnh thơi vui vẻ bên cạnh con cháu. Tôi cũng đang nghĩ giống như cậu vậy. Chú có nghĩ sẽ ra nước ngoài sống không? Chọn một đất nước nào đó mình thích mà sống, cùng con cháu hưởng thụ tuổi già. Không cần phải lo lắng sẽ có người tìm mình để tính sổ. Sống như vậy sẽ an tâm. Sunon, từ giờ tôi công nhận cậu là người của tôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Kể từ giờ anh hãy cứ tin tôi.
Bây giờ chú Côn mất rồi, chúng ta thiếu người lãnh đạo. Giờ như rắn mất đầu, chúng ta phải cần người thay thế. Mọi người có đề xuất ai không? Theo tôi thấy cậu Tony là người thích hợp nhất. Tôi nghĩ bản thân của mình vẫn chưa đủ khả năng. Nếu như anh Tony không đủ khả năng thì ai mới đủ khả năng đây? Đúng. Nếu như mọi người tin tưởng tôi, tôi xin nhận trọng trách này. Bình tĩnh đi chị ơi. Đúng là tức chết. Rõ ràng đây là âm mưu của Tony mà. Hắn muốn bành trướng thế lực, không từ thủ đoạn nào. Nếu thật sự là vậy, vậy tiếp theo chị định sẽ làm gì? Dĩ nhiên là phải trả thù, chứ không lẽ để hắn leo lên đầu sao? Nhưng mà chị cũng đừng có hấp tấp quá. Đây là chuyện trọng đại mà. Nếu như thất bại thì chúng ta sẽ không còn đường lui đâu. Tony, tôi sẽ tìm cách xử lý anh. Dạ em nghe. Mẹ mất rồi Suna anh ơi, mới lúc nãy thôi. Đám tang của mẹ sẽ tổ chức vào chiều mai ở chùa đó em. Em nhất định phải tới với mẹ lần cuối nha em. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cấp trên đánh giá là cậu đủ tố chất, nên chọn cậu để thực hiện nhiệm vụ bí mật của Cục Cảnh sát Quốc gia. Nhiệm vụ bí mật này có tên gọi là chuyên án sâu. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ lấy lý do để cậu rời trường, rồi tạo thân thế giả để nhằm che giấu thân phận thật sự của cậu. Có vấn đề gì sao? Nếu muốn có vấn đề, cứ việc chống đối xem. Vậy nếu như tôi muốn có? Bà muốn mày trở thành người tốt. Mày coi mày thành ra cái gì đây? Tại sao mày lại như vậy? Tại sao mày lại như vậy? Mày đánh con nữa mà. Mày là thằng con bất hiếu mà. Mày không phải là con của tao.
Cậu nói sao? Tên côn tự bắn chết mình thật à? Chú côn quyết định tự kết liễu mình hơn là bị tôi bắn chết. Thằng Tony này thật là quá độc ác. Nó lại ép cậu bắn chết tên côn. Sunan, tôi hiểu cảm giác bây giờ của cậu. Chắc chắn lúc đó cậu cảm thấy rất là áp lực. Tôi đã muốn giúp chú Côn, nhưng mà tôi không thể làm được gì hết. Tôi xấu xa không khác gì thằng Tony đó. Và tôi cũng chưa bao giờ thành thật với chú Côn. Đừng trách bản thân nữa, Sunan. Cậu đang thực thi nhiệm vụ của mình rất xuất sắc. Hãy tiếp tục tiến lên. Trách nhiệm của cậu là phải hoàn thành cho bằng được nhiệm vụ lần này. Hoàn thành hả? Tới khi nào? Tôi đã chờ đội trưởng bắt thằng Tony đó về quy án đã rất lâu rồi. Rất lâu. Lâu tới mức mẹ tôi không còn ở trên đời này nữa. Mẹ cậu? Phải. Mẹ của tôi đã mất rồi. Bà mất đi khi chưa biết được sự thật. Bà mất khi vẫn còn nghĩ con trai của mình là cướp. Cậu hãy ráng nhịn thêm chút nữa đi. Sẽ không lâu quá đâu. Ta nhất định tóm gọn con mồi. Và khi chúng ta bắt được thằng Tony, sẽ là lời minh chứng rõ ràng nhất để gia đình cậu thấy và hiểu được rằng cậu không như những gì họ nghĩ. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách thật trọn vẹn nhất. Thằng Tony đã tin tôi rồi. Tôi là người của chúng. Kể từ giờ tôi sẽ dễ dàng hành động hơn rồi. Cảm ơn cậu, Sunan. Cảm ơn. Đó là cái gì? Là sản phẩm mới, tên Paradise. Nếu nhìn bên ngoài nó cũng giống như các loại kẹo thông thường, nhưng chỉ cần một viên thôi là lên thiên đàng. Ok, được. Nếu vậy tôi sẽ nhận tất cả hàng. Ngài có bao nhiêu cứ giao cho tôi. Chuyện tiêu thụ chúng tôi sẽ tự xử lý. Tốt, không thành vấn đề.
Dạ em nghe anh Rakan. Hãy chuẩn bị nhân hàng. Dạ. Sẵn sàng rồi anh Rakan. Ok. Người phía bên tôi sẵn sàng rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chuẩn bị dây bắt. Tăng lệnh. Cảnh sát đây, đưa tay lên. Đứng yên. Kiểm tra đi. Qua đây. Đội trưởng ơi, không phải ma túy. Vậy đó là gì? Là con gấu bông mặc trang phục cảnh sát. Cảnh sát chúng ta đã trúng kế của tên Tony rồi. Giờ phải tính sao đây đội trưởng? Không thu thập được ma túy để làm vật chứng. Vậy thì chúng ta có bắt tướng Di Xiên không đội trưởng? Sát vậy? Không nhúc nhích luôn á. Đang chơi mà. Sao cảnh sát nhiều vậy? Không biết nữa. Không biết chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Cô giải quyết đi. Chúng tôi nghi ngờ đây chính là địa điểm mua bán ma túy. Đây là lệnh khám xét của chúng tôi.
Nè, mời ăn. Cứng à. Có cần tôi giúp gì không, anh cảnh sát? Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra hết rồi, không tìm thấy gì hết. Mau chặn các cơ sau lại. Dạ đó, đi. Chà ba, canh chừng hắn. Dịp, chị nè, canh hắn giùm em nha. Được. Đáng sống sót. Dạ không phải. Tôi đã dặn cô canh chừng Tony mà. Chị ở đây thấy em rồi. Ngồi yên ở đây.
Thì bao giây rồi, di chuyển khỏi đây ngay. Đi thôi, mở đường cho đại tướng, mở lên. Đi mau, mở đường. Không để chúng thoát, đuổi theo. Đường này, bỏ lên, bỏ lên. Chịu bọn chúng đi mau. Bọn chúng rút vào bên trong. Chăm sóc người bị thương đi. Dạ đó, lực lượng đang truy đuổi theo dấu vết của quân chúng. Yêu cầu xe cứu thương tới hiện trường gấp. Nhanh lên, nhanh lên, ở đây có người bị thương. Có sao không? Alo. Đội trưởng là tôi đây. Đâu rồi? Vẫn ở trong. Hiện ra Khan đang dẫn đại tướng chạy trốn. Tôi và Khanh đang yểm trợ. Thì ra chúng vẫn ở trong này. Đừng lo, tôi sẽ tìm ra được. Còn cậu, có cơ hội thì phải trừ khử thằng Khanh ngay. Nhớ phải cẩn thận đó. Tôi hiểu rồi. Thank you.
Dịch và Lồng Tiếng tại Phim TV. Đại bàng cội, đại bàng cội A1. Đội trưởng nhìn kìa. Chỉ bị thương thôi. Tất cả phải cẩn thận. Phía đối phương có kỹ năng chiến đấu rất là tốt. Ah!
Có cơ hội thì phải trừ khử thần ganh ngay. Thời gian lắm, tưởng Di Xin đã thoát ra rồi. Đi thôi. Đi. Ở trên không có gì, xuống dưới xem thử. Để em lên đó kiểm tra thử. Không cần. Cô đi gọi xe cứu thương đi. Nhanh lên. Tuân lệnh. Chị ra đây. Tôi nghe. Mọi chuyện ổn chưa? Thằng Gân thì sao? Nó chạy cùng tôi, giờ chắc cũng thoát rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có tin nhắn gửi cho Tony. Đọc tin xong, hãy cho người dẫn đại tướng bỏ trốn liền. Có tin nhắn gửi cho Tony hả? Sao chúng biết được tin cảnh sát tới chứ? Trừ khi là chúng ta có nội gián. Dù sao cậu không bị thương là tốt rồi. Nói chuyện sau đi. Ok, tạm biệt. Đúng là tức chết mà. Vậy mà bọn chúng cũng thoát được.
Nói đi. Món đồ mà ông chủ dặn em lấy xong rồi. Tốt lắm. Không uổng công tôi đã tin tưởng giao việc lớn cho cậu. Ông chủ quá khen. Em luôn sẵn sàng chờ lệnh. Ngài có sao không? Việc này để tôi giải quyết. Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, không biết thân chủ của tôi đây đã làm sai chuyện gì mà phải bị giam giữ ở đây vậy? Thưa ngài luật sư, chúng tôi không hề giam giữ, chỉ là yêu cầu anh ấy hợp tác điều tra mà thôi. Có nghĩa là không có tình tiết báo án à? Thì làm gì có án mà báo chứ. Nếu tới đây để chơi thôi thì đâu có phạm pháp gì. Nhưng nếu đến đây để mua bán dâm trẻ dưới 18 tuổi thì sẽ được coi là phạm pháp. Anh có thực hiện hành vi đó hay không Tony? Mấy cái chuyện vô đạo đức như vậy, lương tâm của tôi thật sự không dám. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ thân chủ của tôi có thể về được chưa? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Thật lòng, nếu như anh có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ tự nhiên. Dù gì chúng ta cũng từng là bạn của nhau mà. À, quên nữa. Cái vụ án cô vợ sắp cưới bị bắn chết đó sao rồi? Anh đội trưởng đã bắt được thủ phạm hay chưa? Còn nhớ vụ đó không? Hay là quên mất rồi? Tôi đang chờ xem coi ai là hung thủ. Mau tìm ra hung thủ đi đội trưởng. Là tôi đây cậu Tony. Ngài đại tướng có ổn không? Tôi ổn, không bị thương gì hết, hơi hồi hộp một chút thôi. Cậu thì sao? Tôi cũng không có sao. Phải nói cậu to gan thiệt chứ, dù cậu đã nghi ngờ. Có nội gián trong băng mình nhưng vẫn dụ tụi cảnh sát tới xỏ mũi chơi. Dù sao cũng là may mắn. Cậu đã dẫn tôi trốn thoát kịp thời. Nếu không chắc giờ tôi đã là tội phạm xuyên quốc gia và bị áp giải về nước xử bắn từ lâu rồi. Tôi thành thật xin lỗi ngài về chuyện này. Không có gì, cũng vui mà. À, ngài đại tướng à, đối với những thuộc hạ chịu thương vong của ngài, tôi sẽ đền bù tiền bạc cho người thân của họ. Tốt, rất là tốt. Tôi đánh giá cao cách hành xử này. Coi như tôi đại diện thay họ ghi nhận tấm lòng tốt đó của cậu. Kể từ giờ trở đi, cậu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, tôi luôn sẵn lòng. Nếu không vượt quá khả năng, vượt quá quyền lực cho phép của bản thân mình, tôi sẽ không từ chối. Dạ, xin cảm ơn ngài. Chúc ngài lên đường thuận lộ bình an. Cảm ơn cậu. Đứa nào đang là tay trong của bọn cảnh sát? Cho dù mày có là ai thì cũng sẽ không thoát được tay tao đâu.
Tôi nghĩ tốt nhất cô nên ngoan ngoãn hợp tác với cảnh sát đi. Rốt cuộc hàng cô định nhận là gì? Các anh đã thấy hết rồi mà, còn hỏi để làm gì? Tại sao cô phải ném xuống vậy? Bởi vì tôi làm biến quay xe lại, cho nên mới ném xuống như vậy không được hay sao hả? Cô không biết làm như vậy là phạm luật hay sao? Nếu vậy thì các anh buộc tội tôi đi. Bất quá thì tôi chỉ đóng tiền phạt thôi. Bởi vì tội của tôi là ném đồ xuống đường quốc lộ, tiền phạt cũng không nhiều đâu. Tôi nói đúng chứ? Dạ em nghe đội trưởng. Đang lấy lời khai của Rồng Ranh đúng không? Dạ đúng. Mau thả ra đi. Hả? Ok cậu thả ra đi. Dạ biết rồi. Thả cô ta ra đi. Anh nghe. Em nghe nói đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mọi người đưa Tướng Duy Xuyên đi trốn hả? Không sao, ổn rồi. Còn tình hình ở chỗ em? Không biết ý định của ông chủ là gì nữa, tự nhiên kêu em đi nhận gấu bông. Hàng ở trong túi chỉ toàn là gấu bông thôi sao? Dạ phải. Túi hàng mà em nhận được không phải là ma túy. Em nghĩ ông chủ cố tình kêu em nhận hàng như vậy nhằm để đánh lạc hướng bọn cảnh sát thôi. Mà em có bị thương ở đâu không? Em không bị thương ở đâu hết. Bọn cảnh sát mới thả em ra. Giờ em đang về nhà nè. Vậy tốt rồi. Lái xe cẩn thận đó. Anh đang lo lắng cho em đó hả? Em biết rồi. Có chuyện gì nói sao nha. Cô thật sự không biết túi hàng đó không phải ma túy hả? Thật sự là tôi cũng không biết. Lúc mở túi hàng ra thấy toàn gấu bông, tôi còn giật mình nữa mà. Nhưng nếu ma túy không ở chỗ của tôi, vậy giờ nó đang ở đâu chứ? Cậu hãy nói với thằng Pin, lần này tôi có việc dành riêng cho nó làm. Chỗ của Pin. Ôi trời ơi, ông chủ đúng là quá tuyệt vời, làm mọi người không ai đoán ra được hết.